Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy câu để cho mọi người xem và lựa nhé. Đầu tiên là một con máy Ryobi RX0 đấy, Radio 3.8 đấy. Này chất liệu graphic nhé. Này kim loại này, này kim loại. Dập tay này. Dập tay nhá. Dập tay được, đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được cho mọi người. Con này xe thực của nó tầm gỡ 2.500-3.000 nhé. Xe thực 2.500-3.000. Đấy, khóa này, mở này, ok, đảo tay trái phải được cho mọi người. Này khuyên ra cước cũng đẹp này, ok, côn siết côn, máy in da băng nha mọi người. Đấy, con này con số 1 này 250.000. Số 1 250.000 nha mọi người. Số 2 là một con máy Shimano Holiday Spin 2000 nhá. Đấy. Size thật của nó 2000. Đấy. Chạy ball bearing 4 ball bearing. Đấy. Ngoại hình của nó đây. Đấy. Nó có thể gập tay được nha mọi người, gập tay, đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được. Này, khóa này, mở này. Đấy. Thông số cước của nó, cước số 2 vào 150 mấy, số 3 vào 100 mấy và số 4 vào 70 mấy nha mọi người. Đấy. Nó là made in Malaysia, xuất Nhật nhé, xuất Nhật. Thử xem có radio của nó khoảng bao nhiêu. 1 2 3 4 radio khoảng cỡ 5.2 5.3 nha mọi người, radio khoảng 5.2 5.3. khuyên ra cước của nó này còn ok nhé. Đấy, bụi bắn. Con này con số 2. Số 2 250.000. Số 2 250.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo, số 3 là một con Tewin Power XT. Đấy, Tewin Power XT nhá. Đấy, Shimano Tewin Power XT, size 1000 nha mọi người, size 1000. Đấy, ngoại hình của nó. Con này đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhá. Đảo tay trái phải và gập tay được. Khóa này, mở này. Quay. Mở này. Khóa này. Ok. Tewin Power. Cấu kim loại nhé, cấu kim loại. Cái thông số cước nó mờ lắm rồi. 1.5 vào 100 mấy chục mấy đây, 180 mấy chà. Thông số cước nó mờ mất nhiều rồi. Đấy. Đấy, để mình thử xem con này radio bao nhiêu.
1, 2, 3, 4. Radio khoảng 5.2. Radio khoảng 5.2 nha mọi người. Radio khoảng 5.2. Con này máy in da băng này. Da băng nhé. Tewin Power XT Shimano. Da băng. Con này con số 3. 900. Số 3. 900. Số 4 là một con Sprinter X. Đấy. Size thật 2.500 nhé. Size thật của nó 2.500. Thắng ABS này. ABS. Đấy. Con này Daiwa. Sản xuất ở Trung Quốc, xuất Nhật nha mọi người. Sản xuất ở Trung Quốc, xuất Nhật. Hai ball bearing. Đấy. Khóa này. Đấy. Mở này. Okay. Có kim loại luôn nha mọi người, có kim loại. Khuyên ra cước còn ok này. Đấy. Số 2 vào 200 mấy, cước số 3 vào 150 mấy nha. Mình thử xem cái radio của nó khoảng bao nhiêu. 1 2 3 4 5. Radio khoảng 5.2, 5.3 nha mọi người. Radio khoảng 5.2, 5.3. Đấy. Côn siết đây, siết theo cái số côn của nó đây. Đấy. Con này là số 4 nha mọi người. Số 4. Số 4, 400. Số 4, 400 nha. Số 5. Số 5 là một con Ryobi Sinus XX3000ZMT. Đấy, Ryobi Multibond. Này. Ngoại hình của nó có kim loại nha mọi người, có kim loại. Ồ, cái này nó đang bị cứng cứng nha mọi người, về nhỏ xí dầu xí nhớt vào, gõ gõ xí là nó trơn thôi nha. Nó thì gặp tay được, mọi người về gõ cái này xí nó đang hơi bị cứng cứng đi nha. Đấy, hơi hoang hoang nó cứng tí, mọi người về gõ gõ tí là được. Đảo tay trái phải được nha mọi người, đảo tay trái phải được. Đấy, dùng tay trái tay phải gì cũng được nha. Đây, rồi khóa này. Đấy. Ok. Con này size thật của nó là 3.000 nha mọi người. Đây. Khuyên ra cước còn ok nhé. Đây, thông số cước của nó. Cước số 4 vào 200 mấy, cước số 5 vào 150 mấy và cước số 6 vào 120 mấy. Đây, nó tải cá được khoảng 6-7 kg là thông số của nó. Yeah, ok, mình xem thử cái ratio của nó khoảng bao nhiêu nhé. 1, 2, 3, 4. Radio khoảng 4.7, 4.8 nha mọi người. Radio khoảng 4.7, 4.8. Đây này, cây số 5. Số 5. Số 5, 500. Sorry mọi người. Uống nước ra. Đã lại đi. Tiếp theo là một con máy Ikeda. Cầu Ikeda Viking. Viking ST
44 mọi người, Daiwa, Daiwa Viking ST 44 made in Japan. Đấy. Con này thì dùng hai tay được, đảo tay trái phải được nhé. Đảo tay, dùng tay trái, tay phải gì cũng được. Mình đang để chế độ dùng tay trái này. Khóa này, thấy không? Đấy, mở luôn này. Đấy. Mình đang để chế độ dùng tay trái nhé. Rồi, cái này là để mình bung cước lúc mình ném này. Đó. Yeah. Ok. Cố tháo mở nhanh đây. Mắc cái thằng này khó chịu. Đây. Ok nha mọi người. Máy này chuyên dùng Ikeda, cứ số 3 này, vào 100 mét, số 4 vào 75 mét này, số 5 vào 60 mét này. Ok. Đấy. Rồi. Con này con số 6. 6, con máy này 500. Số 6 500 nha mọi người. Số 7 là một con máy Biomaster 3000, size 3000 nhé. Cước số 2 vào 220 mét, cước số 3 vào 150 mét và cước số 4 vào 100 mét Shimano Biomaster. Đấy. Tay đôi nhé. Tay đôi nha mọi người. Đấy, tay tay đôi. Gập tay được nhé. Gập gọn tay được nhé. Đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải được. Đấy. 4 bôn bơ rinh này. Đấy, 4 bôn bơ rinh. Ok. Khuyên ra cước này. Khuyên ra cước còn đẹp nhé. Đấy. Nói tiếp ra. Ok. Rồi, bây giờ mình thử cái radio của nó. Nè. 1, 2, 3, 4. Rồi, ratio của nó khoảng 5.1, 5.2 nha người. Ratio khoảng 5.1, 5.2. Đấy, con này là số số 7. Da băng đấy nha mọi người. Này, cái này da băng nhé. Số 7. 1 triệu 2 nhé. Số 7, 1 triệu 2. Tiếp theo số 8 là một con Shimano MIG 400. Đấy. Con này thân bằng kim loại này, cấu kim loại này, thân kim loại, cấu kim loại nhé. À, đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được, dùng tay trái tay phải gì cũng được, gập tay được nha mọi người. Đấy, gập tay được mà. Đấy, gập gọn tay được nhé. Size của con này tương đương với size xe thật của nó, xe thật của con này khoảng cỡ 7.000 nha mọi người. Đấy. Xe thật của nó khoảng 7.000. Ok. Khóa một chiều này. À, cái lãi vặn này nó bị mẻ bể chỗ này nha mọi người. Nhưng mà nó không sao. Cái chỉ là cái lãi thôi mà. Nó bị mẻ bể chỗ này một tí rồi. Nhưng mà vẫn gạt được, được bình thường nhé. Đấy. Khóa này, khóa này. Đấy. Rồi ok, khuyên ra cước còn đẹp nhé. Này. LB, yeah. Cước, này. Cước số 6 vào 360 mấy, cước số 7 vào 305 mấy, cước số 8 vào 280 mấy. Đấy, để mình thử cái ratio của nó khoảng bao nhiêu nhé. 1, 2, 3,
4. Radio khoảng 4.6, 4.7 nha mọi người, 4.6, 4.7. Đấy. Ok. Giá băng này. Máy này là số 8. Số 8, 450. Số 8, 450. Số 9 là một con máy ngang. Đây. Máy ngang tay phải nha mọi người, máy ngang tay phải. Này. Côn kiếp rồi đây. Đấy. Siết hai bên này. Đấy. Đấy, siết côn bên này nha. Okay. Đây là bung cước này. Đấy. Lúc mà mình quăng màu đó. Đây. Ok. Đắng. Đấy. Còn cái này là gọi là cái gì vậy? Mà mình nới cái này ra là nó sẽ mình quay tay nhưng mà cấu ở phía trong nó không ăn này, thấy chưa? Còn bình thường mình muốn kéo á là mình phải siết cái này vào. Đấy, mọi người để ý nhé. Đây. Ok. Điều cước còn ok này nha. Đây. Con này là Bassotter 309 Made in Korea, xuất Nhật nha mọi người, Korea xuất Nhật. Con này còn số 9 400. Số 9 400 này, mình nhìn so với cái tay mình này. To so với bàn tay mình đây. Còn cái size của máy nằm là mình không biết phân biệt size như thế nào nha mọi người. Đấy, mình không biết phân biệt size của máy nằm là như thế nào cả. Tiếp theo con máy số 10 là một con máy Olympic Strong 20X. Đây, Strong 20X. Đây, máy in da băng này. Đấy. Olympic. Khóa một chiều. Đấy. Rồi, mở. Ủa, cái này là cái gì ta? Này, chiều này cũng khóa. Đây. À, chiều này bung cước được nha mọi người, bung cước được đai được. Gạt xuống, này, gạt xuống là nó ăn luôn này, thấy chưa? Chiều này là gạt xuống ăn luôn, đấy. Cái này như kiểu cái thắng á. Đây. Đấy, bung cước là gạt này, rồi xong, quấn là gạt này xuống, quay. Ok. Còn bên này có cái chức năng gì nữa đây. Đấy, kéo này. Đó, nới ra. Ok, nhẹ đi. Yeah. Kéo cái này bắt đầu tiếng tập nó to, tiếng gõ nó to hơn, dễ nghe nhá. Ok. Còn cái này nới cái này ra thì mọi người biết rồi, nới ra thì không ăn với lại máy này. Ok. Xíu vào. Đấy. Ok. Rồi, tính năng của con máy này chỉ như thế thôi. Con này là con số 10. Số 10, 450.000. Rồi, hôm nay mình chỉ quay 10 con máy này thôi. Ngày mai rồi tiếp tục 10 con máy nữa nha mọi người. À, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là như mấy bữa thôi, 0786 55 5599. Mình ở Đà Nẵng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code nhé. Còn lại mọi người biết rồi, hàng mình bán thì ship code tới nơi mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi bắt đầu trả tiền nha mọi người. Trả tiền hàng và tiền ship, mình thì chưa bao giờ bao ship cả. Và mọi người phải kiểm tra hàng cẩn thận giúp mình. Có gì thì báo ngay cho mình luôn. Trong quá trình vận chuyển nó bị bể vỡ gãy nứt gì hay không, hoặc là trong sai sót gì so với trên video thì mọi người báo mình ngay để đôi bên cùng phối hợp giải quyết nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không coi hàng rồi nhận bừa đấy, rồi bắt đầu với điện báo mình, mở ra rồi với điện báo mình là bị này bị kia nhé. Cảm ơn người rất nhiều.